Hôm nay chúng ta sẽ học cái câu chi vấn tiếp theo là cái câu 3 là tạo view. View số 3 là tính giờ giảng dạy cho giáo viên. Thì thông tin hiển thị gồm có mã giáo viên, họ tên giáo viên, tổng giờ lý thuyết, tổng giờ thực hành và tổng giờ. Thì trong đó là tổng giờ lý thuyết thì mình sum cái giờ lý thuyết, tổng giờ thực hành thì sum giờ thực hành, và cái tổng giờ là mình đi sum của giờ lý thuyết và giờ thực hành. Thì chúng ta thấy là cái kết quả ta cho ra như thế này. Thì ở đây mình sử dụng dữ liệu là cái bảng là giáo viên và cái bảng thứ hai là bảng giảng dạy. Mình tạo ra một cái view, design view. Mình lấy dữ liệu là bảng giảng dạy hay là cái bảng giáo viên. Thì mình sẽ có là mã giáo viên, họ tên giáo viên, giờ lý thuyết và giờ thực hành. Khi mà mình view lên nè, view lên thì bài tập đặt ra là các giờ của ông Phạm Văn Quy này nè, là mình phải tổng nó lại. Trần Thiên Phong cũng vậy, mình sẽ sum nó lại. Thì để làm cái việc sum như thế này thì các em nhấp vào trong cái phần là total, nhấp vào total thì nó sẽ group cái ba cái dữ liệu là mã giáo viên, họ tên giáo viên và giờ lý thuyết á, mình chọn là sum, giờ thực hành là mình chọn là sum. Rồi mình chạy lên thì ở đây á, là chúng ta phải đổi tên nó lại, sum giờ lý thuyết, sum giờ thực hành. Bây giờ mình phải đổi tên nó lại thành là tổng lý thuyết, tổng thực hành. Thì cách đổi tên mình thực hiện như sau. Mình sử dụng là tổng LT 2 chấm và tổng thực hành 2 chấm. Thì mình sẽ đổi tên được hai cái trường này, có tổng lý thuyết, tổng thực hành. Tổng lý thuyết, tổng thực hành. Chúng ta còn thiếu một cái là dữ liệu là tổng của giờ lý thuyết và tổng giờ thực hành này. Thì chúng ta sẽ có một cái cột là tổng giờ. Tổng giờ 2 chấm. Thì tổng giờ á, thì nó sẽ sum tổng giờ lý thuyết và tổng giờ thực hành. Thì nó sẽ bằng sum mình chọn bill đi ha, bill tổng giờ thì mình sẽ bằng sum mình nhấp vô, mình chọn hàm sum. Hoặc là mình gõ code trực tiếp vô cũng được. Sum. Mình gõ vô sum. Giờ lý thuyết cộng sum tổng giờ thực hành. Tổng giờ bằng sum tổng lý thuyết cộng tổng thực hành. Ok. Mình chọn ở đây là addressing để thầy build lại. Mình chọn nó là addressing ha. À mình chọn addressing trước.
chúng ta bị thiếu dấu ngoặc là sum mở qua tổng giờ lý thuyết đóng ngoặc lại sum tổng giờ thực hành đóng ngoặc lại, mình bị thiếu dấu ngoặc. Đây. Sum tổng giờ lý thuyết tổng giờ thực hành, chúng ta chạy lên. Chúng ta làm đơn giản nhất là mình chọn ở dưới đây là sum và mình đánh vô là giờ lý thuyết cộng giờ thực hành. Khỏi chọn thì test sinh cũng được. Đây, tổng chúng ta ra tổng giờ. Thì cái bài này như vậy thì kết quả chúng ta ra cái chi vấn theo mong muốn. Rồi các em thực hành hoàn thành bài tập.